MC Quyền Linh, ca sĩ Đoan Trường, bị tai nạn giao thông khi đến trường quay. Khi đang trên đường tới trường quay talk show, ngẫu hứng cùng sao, Đoan Trường đã bị ngã xe và mẻ hai cái răng, nhưng anh đã nhanh trí đặt vào phòng khám nha khoa để chám lại răng cho kịp giờ quay hình. Tình cờ là MC Quyền Linh cũng bị té xe và bị thương ở chân nhưng hai anh em đều cố gắng hoàn thành tốt talk show này. Đoàn trường rất vui khi được đồng hành cùng với đơn vị Gạo Sạch Hoa Lúa, làm nghệ sĩ cầu nối kêu gọi các mạnh thường quân nghệ sĩ và mọi người cùng chung tay giúp đỡ cho hai em Thùy Dương và Vân Khánh ngụ tại thành phố Sa Đéc Đồng Tháp bị căn bệnh về máu và vàng da cần phải thay máu liên tục mà gia đình đang rất nghèo và khó khăn. Được biết, Đoàn Trường đã từng tốt nghiệp thạc sĩ hóa tại Nga và làm kinh doanh cho rất nhiều các công ty Mỹ, Anh, Pháp, Đức và sử dụng thành thạo bốn ngoại ngữ anh nga hàn và trung tuy nhiên anh cũng không quên niềm đam mê ca hát và xem đây là một cuộc dạo chơi hơn là bước vào con đường nghệ thuật được mệnh danh là một trong tứ đại thiên vương của bốn ca sĩ tên trường, một thời đình đám. Anh cũng là người đầu tiên đưa nhạc hoa và nhạc hàn vào thị trường Việt Nam thời kỳ 98-2003 với những ca khúc do chính anh dịch sang lời Việt. Sinh sống và lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, sau một thời gian dài, anh vẫn mong muốn sống tại quê hương Việt Nam thân yêu và ước mơ có một phòng trà ca nhạc cho riêng mình để các nghệ sĩ có dịp biểu diễn giao lưu với khán giả và thỏa mãn đam mê ca hát và kinh doanh của riêng mình.